em cũng sẽ có một cái bước đột phá cho âm nhạc, đó là cái thử sức ở một cái dòng nhạc khác hẳn những cái dòng nhạc mà Thủy Tiên đang theo đuổi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì khán giả và cũng như là FC của Thủy Tiên sẽ luôn luôn ủng hộ Thủy Tiên trên bước đường âm nhạc của mình và những cái điều mà Thủy Tiên lựa chọn. Mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và tiếp sức cho Thủy Tiên, đó là một cái niềm động lực rất là lớn. Mời quý vị đón xem chương trình Chuyện Thảm Đỏ Khách Mời Thủy Tiên được phát sóng vào lúc 20:10 thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2015 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ Tư tuần kế tiếp trên kênh KTV.